Thế nhưng Phật hiệu phải biết niệm. Tốt nhất, ý nghĩa của niệm Phật phải hiểu. Phương pháp phải rõ ràng. Lý luận phải tường tận. Cảnh giới tốt nhất cũng phải biết. Thì bạn sẽ hoan hỷ niệm Phật. Bạn biết niệm Phật như thế nào? Đích thực có thể nói lợi ích, công đức, thù thắng không thể nghĩ bàn. Bạn niệm Phật không có được lợi ích là bạn không tường tận đối với phương pháp, lý luận, cảnh giới. Cái không tường tận này chính là có miệng mà không có tâm. Vậy thì không có được lợi ích gì. Người xưa nói rất hay, miệng di đà, tâm tán loạn, đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công. Người xưa đều đã nói qua. Người nói những lời nói này đều là người tái sanh. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ phương pháp lý luận cảnh giới. Hơn nữa những phương pháp lý luận cảnh giới này trên kinh này đều có nói. Bộ kinh này bạn đọc thấu suốt rồi, bạn đều hiểu rõ, thì bạn sẽ rất hoan hỷ mà niệm Phật. Không chỉ ngay đời này bạn hoan hỷ, đời đời kiếp kiếp đều hoan hỷ. Bạn sẽ cảm thấy niệm Phật mới là đại thọ dụng. Niệm Phật là đại lợi ích chân thật. Có người nào mà không cầu lợi ích chứ? Ai mà không muốn học tốt học hay? Thiện trung chi thiện, lợi trung chi lợi, không gì hơn niệm Phật. Ngày nay chúng ta niệm Phật không có được lợi ích gì, chính là bởi vì phương pháp lý luận cảnh giới không hề biết tí gì. Cho nên câu Phật hiệu này niệm không được đúng pháp, không như lý, không như pháp. Vì nếu bạn muốn niệm Phật như lý như pháp, không nghe kinh thì không được. Không học kinh vô lượng thọ thì không được. Học kinh vô lượng thọ, nghe kinh vô lượng thọ chính là tinh tấn một môn thâm nhập.
Love.